một câu phật hiệu này thôi nếu như người nào mà có thiện căn mà tin được thì không đơn giản nhớ kỹ là tổ sư nói rằng một câu phật hiệu này mà từ xưa tới giờ chưa có ai giải thích tặng cùng được đâu chỉ có phật cùng phật mà hiểu hết ta, chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu hết. Nên những người mà tin có Phật hiệu này chỉ là những người có thiện căn cực kỳ sâu dày. Thiện căn với có Phật hiệu cực kỳ sâu dày mới tin. Mỗi ngày mình niệm bốn chữ A Di Đà Phật này, A là vô Di Đà là lượng Phật là giác. Mình niệm lâu ngày, cái tâm giác ngộ mình cực kỳ mạnh có nghĩa là quý vị biết rằng là cái khổ đau của chúng ta trong cuộc đời này là do chúng ta giống như mình tối tâm mê hoặc điên đảo giống như lầm lũi trong sự khổ đau và chấp nhất sự khổ đau nên mỗi ngày mình niệm cái vô lượng giác này để mình quá giải cái mê hoặc điên đảo mà ngày nào cũng niệm cái vô lượng giác nữa cái niệm hoài khi niệm giết rồi lâu ngày Nhưng Đức nói với vị nghe Một người từ khi còn trẻ Niệm Phật cho tới tuổi già Một trăm phần trăm Tuổi già quý vị rất là tự tại Còn trẻ cũng tự tại nó Tới tuổi già càng tự tại Vì sao Vì cái danh cái lợi đối với mình Trong nội tâm nó rất nhẹ nhàng Tại vì nó Nó khai mở cái tâm giác ngộ ra Có người mà khổ đau nặng nề Là mình càng ngày cái tâm mê hoặc điên đảo mình nó càng nặng càng nặng càng nặng có nghĩa là cái thứ gì mình cũng không buông được hết rất nặng nề thì con người này cực kỳ khổ đau mà con người mình mà mê hoặc điên đảo nhiều rồi mình lo đủ chuyện hết mình lo này lo kia lo nọ nó không nằm vào phạm vi của mình mình cũng lo luôn một trăm phần trăm luôn nó không nằm vào phạm vi của mình mình cũng lo luôn. Có khi mình đang ngồi ở trong nhà mình ăn cơm mà mình lo ở trên chờ dưới đất gì hết chứ giờ này nó làm sao à, nó lo đủ thứ chuyện hết chứ à, rồi con cái lớn khôn rồi đi làm chỗ nào chỗ nào mình cũng ngồi ở nhà mình lo mình lo cho thằng hai con ba làm sao làm sao thấy chưa đó toàn bộ là nó không có sai nhưng nó lại là mình bị mê nên mình cần niệm cái vô lượng giác này để khai mở cho nó ra khai mở là mình tin nhân quả của mỗi một con người quý vị tại vì nó không, nó không có nằm vào cái phạm vi lo của mình dù mình có lo lo cũng không được nó nó không nằm vào phạm vi lo của mình nó. có những người giờ này mình ở bên nước ngoài nước mỹ đâu này kia mình lo không biết gia đình ở việt nam làm sao làm sao đó mình ngồi mình lo vậy đó nếu như mà mình lo cái đó mà mình lo niệm ai với đào phật câu thì nó hay quá ừ không phải đơn giản đâu nó quý vị biết rằng khi cái tâm mình mà an rồi có người mình nó vui rồi đó nha quý vị và tin nhân quả rồi quý vị biết rằng cái cái cõi nhân sinh này quý vị được quá giải được quá giải liền chúng ta quá nhiều thứ bận tâm là vì cái mê hoặc mình quá nặng quá nặng luôn cho nên những đứa thấy giờ này mà có những gia đình hai ba người mà ngồi tu được mấy bé cái gái nhỏ nhỏ mà cũng tu được rất là giỏi lễ Phật đồ cái thiện căn này không đơn giản đâu quý vị à những đức nói quý vị biết đó. tớ đời quý vị nha ví dụ dòng họ mình hai ba đời nha tớ đời quý vị là người niệm phật mà từ từ rồi nó lan tỏa ra cái gia đạo mình niệm phật cái gia đạo quý vị tớ đời mình là bắt đầu nó nó dừng nghiệp sát nè đó, một phải không nó dừng chết yếu nè hai rồi cái sự khổ đau của gia đạo mình từ từ được thay đổi luôn câu vật hiệu này không đơn giản chút nào nếu như quý vị mà tin câu vật hiệu này một trăm quý vị biết chồng quý vị có thể đi làm ở ngoài đường đi kiếm tiền mà quý vị chỉ ở nhà niệm phật thôi họ không hiểu nó mà ngồi đó bà niệm phật và có được các bạc nào không không đơn giản như quý vị nghĩ đâu cái công đức của người ở nhà niệm phật nó lan tỏa cho cái người đi làm ăn kia được Cái này mình phải tin 100% luôn quý vị Mà chịu niệm Phật đi Quý vị sẽ không bao giờ cái chuyện mà đói Không bao giờ đói Tại vì bị niệm Phật Cái tấm bị an bị vui rồi nghe quý vị Người ta đi tìm mình Tự nhiên ai gặp mình Người ta cũng tội nghiệp người ta thương chứ Thí dụ như bây giờ một bà cụ già này lúc trước Bà chưa niệm Phật bà khó khăn nha con cháu bà muốn đến thăm bà nó không bao giờ đến thăm đâu nhưng từ khi bà niệm phật bà hiểu nhân quả rồi bà không có khó tính nữa và không có nói này nói kia bà không có nói móc nói méo bà không có cái kiểu mà trách đứa này trách đứa kia thì sao mày không đến thăm tao nữa không còn cái tính đó nữa mà chỉ có niệm phật không tự nhiên không biết làm sao mấy đứa con là nó cứ tìm đến nó thăm mà nó cứ gặp là nó cho đồ ăn cho tiền 100% luôn nếu như mà quý vị mà mà tin quý vị thí nghiệm thử đi còn khi mà mình mà không niệm Phật mà mình khó tính là người ta tránh mình. Mà mình đã có tính thì người ta không thương. Mà người ta, mấy vị công nhận này Khi mà mình mà không thương ai mình đâu có cho người ta gì đâu. Mình đã thương rồi mình cho sạch luôn. Gì mình cũng cho. Chứ không phải chuyện giản đâu. Khi mà đã thương rồi, mình cái thứ gì mình cũng cho. Còn mình đã ghét rồi, bây giờ một cái kim, một ngọn cỏ mình cũng không cho. Nó thật á thì bây giờ mà mình mình niệm phật mình dễ tính đi mình mình vui vẻ đi mình không có câu mau đi là tự nhiên người ta sẽ rất thương quý vị mà người ta đã thương rồi người ta làm lụng có được cái gì người ta cũng đem cho ai nên cái người niệm phật có phước báo rất là lạ thường đó chính là những đức ở một ngôi chùa mấy ngàn con người mà quý vị biết có bao giờ mà thiếu đâu phải tin nghe mà phải tin kìa còn không tin mà chắc chứa mà giữ để mà lo cho họ là không có Lạ lắm Mà đem cái mà người ta cho họ ăn dư ra Mình đem đưa cho người ta ăn hết đi Là nó có hoài luôn à, Hồi xưa như đó trong chùa mà trái cây Mà chùa mà, mà 2.000 người ăn mà ăn quanh năm Trái cây mà 2.000 người ăn mà ăn quanh năm á Ngày nào cũng ăn mấy Mấy buổi ăn là đều có trái cây hết trơn Hết trái cây này tới trái cây kia à, ngày thứ bảy chủ nhật ta đến chùa là những đứa đem những đứa đưa cho người ta ăn hết chân lễ lộc mà ta đem đồ ăn bao nhiêu những nó đem đưa ăn hết luôn mà không bao giờ thiếu nó quý vị biết rằng quý vị mà chịu mà có cái tâm rộng lớn vậy đi gia đạo quý vị là nó đoạn nghèo liền nó đoạn nghèo là nó đoạn ngay cái tâm nghèo quý vị còn mình mà không niệm phật mình không nghe đạo nghe cái tâm mình nó nghèo dù là nhà cao cửa rộng nhưng mà tâm nghèo cái tâm mình nó nó nó, nó rít rắm nó tâm mình nó không bao giờ nghĩ đến ai đâu cả cha mẹ cả anh em đó mà mình thấy nó lợi nhà mình mình sợ người ta mượn tiền mình đó. mình rít rắm á nhưng mà khi nghe đạo với tu rồi nó mở cái tâm đứt rắm ra. Nó không còn đứt rắm nữa. Tự nhiên xóa cái tâm nghèo. À, nó xóa cái tâm nghèo. Những đức nói với vị mà nghe đạo niệm Phật với đi. Nhà với vị nhà quọt quẹt nhà nhỏ xíu đó. Nhưng mà nó xóa tâm nghèo. Xóa tâm nghèo. Người ta lại nhà với vị, bị có gì ăn ngon ngon vì đem nó cho nó ăn liền. Đó xóa tâm nghèo rồi đó. Còn có người nhà giàu thì giàu mà họ giấu đồ. Đó là tuy họ giàu nhưng họ nghèo cái tâm tâm nghèo người vậy không có vui vẻ được không có tự tại được nên có vật hiệu này không đơn giản đâu có vật hiệu này rất là hay niệm với rồi nó mở cái tâm ra hay dữ lắm quý vị à không đơn giản đâu à, dù quý vị ở cái chỗ chút xíu siêu thôi mới bị không có buồn lạ lắm tại vì cái câu vật hiệu này nó mở nó nó cỡ mở cái chuyện buồn ra nó cho quý vị hiểu được quý vị chấp nhận con người quý vị sẽ thích nghi và rất là chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào luôn nên từ nơi đó quý vị không có buồn nếu ai mà là người niệm Phật quý vị cảm nhận được điều này quý vị sẽ hiểu liền 100% luôn Còn nếu như mà chưa cảm nhận được thì không hiểu Giống như niệm lai rai rồi gì không có cảm nhận được Nhưng mà chẳng thật mà tin Phật mà niệm đi Quý vị sẽ thấy an lạc Bây giờ cái nơi không có ai có mình quý vị nghe đi niệm Phật vòng 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 nghe Mà cái niềm vui của cái người niệm Phật á Cái người không niệm Phật không thể nào biết được Giống như uống nước nóng lạnh tự hiểu Cái niềm vui của người niệm Phật Chỉ có người niệm Phật và cùng người niệm Phật mới hiểu thôi Đó, còn cái người mà không niệm Phật thì không thấy nào mà họ họ nghe họ nói mình mình nói bà trợn, mình nó khơ nó tầm bậy họ không tin đâu nhưng mà quý vị mà đã là người niệm phật quý vị sẽ tin liền quý à, vị biết rằng có những người người ta bệnh ung thư nha người ta nằm chỗ mà người ta vui thiệt vui luôn mà như người ta không có bệnh ung thư luôn nhỉ? ngộ lắm mà khi người ta đã niệm phật rồi thì biết có vật hiệu này nè khi mình niệm có vật hiệu lên giống như mình được sống ớt vậy cơ thể bị được sống ớt có Phật hiệu đấy nhưng đức nói với vị nghe lúc quý vị chưa niệm phật vị già nghe quý vị mà niệm phật vị vui với quý vị trẻ lại luôn trẻ lại luôn cho vị biết mà nhất là cái môn lễ phật này nó điều chỉnh cơ thể vị đặc biệt lắm Mà có vật hiện này giống như quý vị khi niệm lên là quang minh phật ấy đã bao trùm với vị lại vậy. nên xông ớt cái cơ thể vị cái tâm thăng tâm quý vị mà cái niềm vui của cái người niệm phật nó lạ lắm vì ngồi chỗ nào quý vị ở đâu quý vị đứng chỗ nào dù một mình mà không bao giờ cô đơn à, Mà cái tâm niệm mà nghĩ với người ta nó nhiều dữ lắm vì sao á Mà khi mình không biết niệm Phật là tâm mình nó hẹp hòi nghe Mà niệm Phật mình nghĩ với người ta Mình nghĩ lợi ích cho người ta Mình nghĩ mình mong cho người ta vui Mình nghĩ những điều tốt đúng không ạ Đúng nó rõ ràng câu Phật hiệu niệm với nó sanh thiện tâm Nó sanh tâm Phật Mà khi nó sanh tâm Phật rồi con người nó tuyệt vời Quý vị không có thấy mình nghèo đâu à, Lạ vậy mà niệm Phật mình không có thấy mình nghèo mà quý vị niệm Phật đến một cái trình độ là quý vị không còn sợ chết nữa thật sự luôn không có sợ chết quý vị mà niệm phật đến một ngày nào đi quý vị sẽ thấy rằng là đến khi bị kết cục cuộc đời bị cảm thấy vui à, Nó lạ vậy đó khi kết cục cuộc đời là vui tại vì sao mình cứ nghĩ là kết cục cuộc đời mình là phải là rước mình gì cực lạc nên mình rất là vui vì cái thời gian mình sống và thời gian đến khi mình chết là mình thấy cuộc đời đến đây xong rồi xong rồi nên mình cảm thấy mình mãn nguyện rồi xong rồi à, vậy đó quý vị còn khi quý vị mà không niệm phật quý vị làm việc thiện nha cái vị sẽ lao theo việc thiện lao 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 theo mà không làm được vì rất là buồn nhưng cái người niệm phật mà làm việc thiện thì lạ thay đặc biệt lắm vì họ niệm phật họ cầu sanh cực lạc khi họ làm một việc thiện là họ tùy duyên có duyên thì họ làm không có duyên thì họ nghỉ. họ không có nặng nề gì cả chỉ cần có cái tâm niệm phật cầu sanh cực lạc thì quý vị sẽ mở hết tất cả tâm luôn tất cả những gì mà u quốc cái gì mà rắc rối nó mở hết luôn cái sợi dây mà ràng buộc cái sợi dây dây mà rắc rối trong gia đình hay cuộc đời người mình nữa nghe từ ngay mê từ ngay mê thôi chỉ đúng ngay cái mê thôi mà nó rắc rối rồi nó nó buộc ràng mình nó không sợ ra được luôn nó rối luôn mà càng sợ càng rối càng sợ càng rối càng vuông càng rối càng vuông càng rối càng năng nề càng rối vì à, thí nghiệm thử nè cái vị niệm phật đi mà duyên giữa vợ chồng mà hết đi tự nhiên người ta bỏ vì, vì sẽ không bao giờ khổ không bao giờ khổ gì bị hiểu rồi hiểu là mình đã trả nợ xong rồi nó... Thế nợ sống rồi Mà khi vị mà niệm Phật là quý vị, vị gỡ những cái mà Nặng nề nhất cũng mau luôn Những Đức nói cho vị nghe chứ Như bản thân như Đức nè Nó thật sự chứ Lo cho hai ngàn con người nó nói nó cũng dính Chứ không phải không dính đâu Tự cho nó rớt xuống mắt sạch hết Đó vì không đơn giản đâu nghe Như quý vị bây giờ gia đình mình chỉ một người thôi đó Mình xa một người thôi đó Mình mắc một người thôi đó là bản thân mình đã hụt hẳn chịu muốn không nổi rồi đó không chỉ là mến tay mến chân gần hai ngàn con người phật tử thiệt là đông Và có những người sống trong ngôi tam bảo mà thăng thiệt là thăng luôn đúng một cái mắc sạch hết luôn yeah. Mắc sạch hết luôn Và bây giờ mà những đức ở trong một căn phòng gì đức ở tôi quý vị quý vị tin không những đức không dám bước ra ngoài đường vì sao phải không vì bước ra ai cũng biết Ta bằng ai cũng biết như thế Như Đức ở với cái chỗ nào Người nào thấy như Đức ta cũng biết Mà người ta đã biết là người ta đến Người ta đã biết thì người ta sẽ kéo đến ừ. Mà kéo đến thì Bây giờ cái nhà nhỏ tí ti Mà người ta kéo đến thì sao đây? Thí dụ như bây giờ quý vị ở một cái, cái cái, cái đường hẻm đường gì đi Mà người ta kéo đến là cái đường hẻm động Mà động đường hẻm nó bị vị ở cũng không được Quý thấy chưa khổ chưa Nên cuộc đời con người khi khi mình không có tiếng Thì mình cầu có tiếng mà có tiếng rồi quý vị cũng chấu luôn. <laughs> quý vị nhớ có một vị không? Ngài rất là muốn tu hành thôi. Nhưng mà ngài đi đến đâu là người ta sẽ kéo theo nên cuối cùng ngài đi mất tiêu luôn. Thấy khổ chưa? Đó. Không đơn giản đó. Đến một ngày nào mà quý vị mà có tiếng tâm rồi quý vị muốn cho đừng ai biết đến quý vị luôn. Cái này là chỉ có người có tiếng tâm mới cảm nhận được vì không muốn ai biết đến quý vị ở đâu luôn vì sao vì quý vị muốn có những ngày tháng vì địa phật thôi chứ quý vị muốn ngày tháng mình tu thôi chứ mình không muốn ai biết đến mình nữa tại vì biết người ta sẽ kéo ao 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 đến tuy là người ta thăm mình đó người ta thương mình đó người ta đến người ta cho đồ ăn mình đó nhưng mà quý vị lại không yên nổi cuộc sống này vì không yên được thấy chưa không yên được luôn Nó... nên nói chuyện đơn giản hả à? <laughs> Nên từ nơi đó mà bây giờ những đức ở đâu những đức đó đóng cửa phòng lại, kéo cái màn luôn. Thì vị tin không những đức không dám bước ra tới cái cửa sổ mà nhìn ở nhà bên kia. Thì nhìn thấy người ta người ta thấy những đức ta biết luôn. Người ta biết ngay là người ta nói, à ông này nay ông ở đây nè. <laughs> giờ điện thoại nó nó nhạy lắm quý vị. Họ thấy mình ở đâu trên chụp hình nó đưa lên cái thôi, như những đức bây giờ người ta đưa lên cái thôi. Là người ta sẽ biết những đức ở chỗ đó chỗ đó vậy đó. Là nó thật sự Phật tử nó cũng thương những đứt ta kéo đến thì coi xong luôn. Những đứt chuẩn bị xếp đồ đi, <laughs> nên thà thôi quý vị để những đứt ở đâu ở yên đừng chọc, có biết cũng đừng đến làm gì mất gốc. <laughs> để để những đứt tu quý vị còn bình yên hơn nó thật sự luôn. Đó. Đây là nói bằng tấm lòng rất là chân thật á, như cái vị thầy mà thấy không Ngày muốn tu thôi, ngày muốn đi 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 ngày tu thôi, nhưng mà người ta quý ngày quá người ta theo ngày ao 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 cuối cùng Ngài đâu có ở được đâu Thì thấy chưa Không đơn giản đấy vị Nên ở, ở, cái cõi này cái tình thương á Mà nó cũng có tác hại nữa đó Nên cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì Ở đâu lo yên niệm Phật nữa đó Nó khi những đứa ở kế bên nhà bị luôn á bị không biết á Khi ở kế bên nhà bà Diệu Ngọc Bà <laughs> chuyển đó mà, mà Hoặc Tây Phương ấy là Bà chẳng lắm gì nha như ở kế bên nhà với bà luôn nó, Ừ nó ở kế bên luôn đó hoặc kim quy từ nhà những khi những đứa ở kế bên nhà mấy bà ở đây đó cái khi ở kế bên thấy không? nhưng mà mấy bà có biết là tại vì mỗi ngày nhà nó kéo màn lại nó ở trong đó không, nó không không có xuất hiện chỉ cho người lâu lâu đi mua miếng đồ ăn đem về ăn thôi rồi xong thấy chưa nó nên tiếng tâm á, đi đâu rình ra người ta chạy theo ào 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 thấy chưa rồi bây giờ chui vô nhà trốn trong kéo màn lên lúc nó à, nếu mà không có câu vật hiệu này quý vị biết nó buồn đến cỡ nào chưa à, không có, có có câu vật hiệu này đi rồi nó buồn cho quý vị thấy rồi làm gì đây nên phật cũng thương mình cho mình cái rum này đó quý vị nên mỗi ngày tu còn có ý nghĩa là mình còn hướng dẫn ta niệm phật ý nghĩa cái nếu không buồn lắm <laughs> chứ không đơn giản đâu quý vị coi á nó những, những đức nói quý vị câu vật hiệu này hay dữ lắm hay là cái mà ở trong nhà không mà đóng cửa tối ngày kéo màn là ở trong nhà không luôn đó quý vị hồi sáng này là những đức bước ra những đức thấy mặt trời chói mắt đau mắt ghê luôn tại vì sao không thấy ánh mắt mặt trời gì luôn quý vị ở trong nhà không kéo màn luôn mới hồi sáng này là những đứa thấy người ta đi làm hết trơn những đứa kéo cái màn những đức nhìn thấy nắng đó quý vị nó gọi vô mắt những đức đau mắt ghê luôn ghê chưa mười mấy ngày nay ở trong nhà không mà những đức còn có cảm giác nói chuyện với vị gì là không đơn giản bởi vì những đức có nói câu vật hiệu quá thù thắng nó quá thù thắng luôn đó nên những đức nói rằng cỡ nào thì mình cũng phải có một cái chỗ ở rồi xung quanh phải có giường rau đồ này cái dù là ở trong phạm vi của mình đó nhưng mà nó phải vậy đó chứ kiểu mà nó ở nhà mà kiểu mà nhà, nhà, nhà lầu đồ quý vị mà ở trong nhà nó không không đơn giản <laughs> mấy cái ông đi theo những đứa cũng biết ông chịu nói hay không luôn Nhà Đức thì gì cũng được Nhưng mà mấy ông đi theo như Đức Chưa chắc ông chịu nổi lâu ngày quý vị Lâu ngày mấy ông đuối quá Mấy ông nữa đi mà ông trốn đi mất tiêu <laughs> Hai ngàn người giờ còn có hai ông Mà mấy ông trốn đi cái nữa rồi xong luôn Mình trở thành kẻ đơn coi <laughs> Hiểu không Nó có ghi là tiền đó thiệt là những đứa đang ở gần nhà quý vị đó Ừ Gần sát bên nhà quý vị đó Mấy vị không biết đó Không lẽ quý vị dám đi lại nhà người ta hỏi không Đâu có mà người ta cũng không chỉ vì luôn Tại vì Đức dặn là tiếng đó không không ai được quyền chỉ như Đức ở đâu Có mấy người biết đó mà không ai dám nói Chỉ cần nói một tiếng thôi là chia tay kể từ đây Xong luôn mới không có chuyện dẫn chờ đâu Ừ, mấy vị thấy chưa Nói với vị nghe chứ không có tiếng cầu có tiếng Có tiếng rồi cũng khổ thấy chưa à, Bây giờ nói Phật tử đừng có biết những Đức ở đâu Biết cũng đừng có đến giùm Năm mô vậy là phật cho tôi ở yên <laughs> tôi luyện có vô thời gian coi nó tôi có một cái bông sen nào trên đầu một lên không Thấy <laughs> không đó, thì câu vật hiệu này những đứa nói công nhận là hay mỗi lần tu xong những đứa cứ tán tháng vậy đó quý vị cứ có thời gian cứ giờ ngày bốn thờ năm thờ mình vô mình tu chục đó là đặc biệt lắm mà thôi chúc quý vị an lạc nha ai gì đào vợ ai gì đà vợ chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi A Di Đà Phật A Di Đà